Và tính tới hiện tại thì mình cũng đã sử dụng cái chai nước hoa này 5-6 năm rồi. Nhưng mà mình chưa bao giờ có suy nghĩ là mình sẽ chán cái mùi hương này cả. Ở mùi hương chai nước hoa này thì mình thấy có một điểm khá là thú vị. Mình nghĩ những bạn trẻ thích những cái sự trẻ trung và năng động, ngửi qua cái mùi hương này thì có thể không mấy ấn tượng nó cho lắm. Tuy nhiên quy cho cùng thì đối với mình, cái trải nghiệm của chai nước hoa này nó mang lại cho mình những cái cảm giác khá là thú vị. Hello, chào các bạn, mình là Ryan. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì thương hiệu Creed á, nó cũng không còn mấy xa lạ vì với lại những cái bạn mà thích nước hoa hoặc là muốn tìm hiểu về nước hoa. Thương hiệu này thì có rất là nhiều chai nước hoa. Tuy nhiên thì không phải chai nước hoa nào mình cũng đều yêu thích hết. Cho nên trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn những chai nước hoa Creed mà mình yêu thích nhất tính tới thời điểm hiện tại. Và trong cái video này mình cũng không có sắp xếp thứ tự gì hết. Những chai nước hoa Creed mà mình đang sở hữu thì mình đều yêu thích nó hết. Và mình có mục đích sử dụng nhất định ở từng mùi hương mà mình sẽ chia sẻ cụ thể cho các bạn ở phần sau của video. Để các bạn có thêm những góc nhìn và sự lựa chọn nếu như các bạn quan tâm chai nước hoa nào đó của nhà Creed, xem nó có thực sự phù hợp với là nhu cầu của bạn hay không. Và như thường lệ, nếu các bạn xem cái video này thấy hay thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp thêm nhiều động lực cho mình nữa nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì không mất nhiều thời gian nữa, bắt đầu video luôn thôi. Chai nước hoa đầu tiên đó chính là chai Creed Silver Mountain Water. Nếu các bạn nào đã xem cái channel của mình lâu rồi thì mình hay nhắc tới cái chai nước hoa này lắm. Ở trong cái video mà những chai nước hoa niche mùa hè mà mình sử dụng hay là những chai nước hoa mà đi làm văn phòng thì mình đều nhắc tới cái chai Silver Mountain này hết. Các bạn nào mà có hứng thú về những cái chủ đề đó thì có thể xem là những cái video đó nhé. Thì thật sự đây là chai nước hoa Creed đầu tiên và chai nước hoa niche đầu tiên mà mình sở hữu. Cho nên đối với bản thân mình thì mình có rất là nhiều trải nghiệm ở cái mùi hương nước hoa này. Và mình cũng đã từng chia sẻ ở những cái video trước đây. Đây là mùi hương nước hoa mà mình rất thích sử dụng vào những ngày nắng nóng bởi cái cảm giác mát mẻ và sảng khoái mà nó mang lại. Và cứ vào mùa nóng thì mình cứ lấy nó ra và xịt thôi. Tới đến bây giờ nó cũng gần cạn rồi. Maybe là mình sẽ mua backup thêm một chai nước hoa nữa. Và tính tới điểm hiện tại thì mình cũng đã sử dụng cái chai nước hoa này 5-6 năm rồi. Nhưng mà mình chưa bao giờ có suy nghĩ là mình sẽ chán cái mùi hương này cả. Mỗi lần mà mình được sử dụng giống như là một lần mà mình được tận hưởng cái mùi hương, cái sự mát mẻ và sảng khoái của cái mùi hương nó mang lại cho mình. Thì giống như cái video quảng cáo của cái mùi hương Silver Mountain Water này thì cái cảm giác nó rất giống cái cảm giác của một vùng núi tuyết. Mình thường hay lấy cái ví dụ là các bạn mở cái ngăn đông của tủ lạnh ra hoặc là đứng trước cái cửa gió máy lạnh cái hơi lạnh nó thỏa tới bạn thì cái cảm giác mát lạnh đó rất giống cái cảm giác mát lạnh trong cái chai Silver Mountain Water này. Mình thường hay ví dụ như vậy là để các bạn nào mà chưa ngửi qua cái mùi hương nước hoa này dễ hình dung ra được nó. Quy cho cùng thì cái mùi hương nước hoa này nó dễ chịu, dễ ngửi, sảng khoái và mát mẻ cho cái người sử dụng. Thật sự mình nghĩ những ai mà không thích cái mùi hương nước hoa này là do họ chưa được ngửi qua cái mùi hương nước hoa này thôi. Thực sự mình có cái suy nghĩ đó thật, bởi vì những cái người mà mình recommend cái mùi hương nước hoa này thì không ai ghét cái mùi hương nước hoa này cả. Nếu các bạn có không thích cái mùi hương nước hoa này thì cũng hãy cho mình biết cái quan điểm của bạn nữa nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Và đó là chai đầu tiên, Creed Silver Mountain Water. Chai nước hoa thứ hai đó chính là chai Green Arrow Street. Cái chai nước hoa này thì gần đây mình cũng đã có một cái video nói về chai nước hoa này rồi. Và mình cũng đã có chia sẻ cho cái video đó thì đây là một cái mùi hương mà mình rất thích sử dụng vào những ngày mưa cho cái cảm giác xanh mát mà nó mang lại. Mùi hương nó tạo cho mình cái cảm giác như mình đang đi trên một cái thảm cỏ xanh vậy. Thật sự lúc mà mình sở hữu chai Silver Mountain Water thì mình có sở hữu nó Flyby. Và khi mà mình ngửi thì mình thấy cái mùi hương nó đã quá. Cho nên là mình quyết định là mình mua thêm một chai của nhà Creed nữa. Thì mình quyết định mình mua chai Green Arrow Street này. Thật sự lúc mà mình mới lần đầu mình trải nghiệm thì cái cảm giác xanh mát mình có ngửi được. Nhưng mà mình biết là cái mùi hương này sử dụng phù hợp ở thời tiết nắng nóng ở Việt Nam, ở Sài Gòn. Nhưng nó chưa thực sự đã như chai Silver Mountain Water. Cho đến một ngày mình có làm việc ngồi ở quán cà phê. Mình nhớ đó là một quán cà phê nhỏ nằm ở trong một cái con hẻm rất là lớn ở quận 3. Và cái ngày hôm đó là một cái ngày mà mưa nó rất là lớn. Ở trong con hẻm đó thì nó có những cái căn biệt thự cổ từ thời xưa để lại, hình như là kiến trúc của Pháp. Và trong cái khung cảnh đó với lại những cái kiến trúc cổ điển dưới một cái nền mưa thì mình thấy nó khá là cổ điển, hoài niệm, nó khá là thơ. Lúc mình ngồi trong cái quán cà phê đó, cái cảm giác mát lạnh của không khí cùng với lại cái tiếng mưa nó rất là thư giãn. Khi mà mình được xài cái mùi hương này thì nó thật sự là tuyệt vời luôn. Như mình đã có chia sẻ ở cái video mình nói riêng về cái chai nước hoa này thì đúng là cái mùi hương này nó tạo cái sự cổ điển và hoài niệm. Nó sẽ phù hợp hơn với lại những cái người mà trung niên có tuổi một chút. Mình nghĩ những bạn trẻ thích những cái sự trẻ trung và năng động ngửi qua cái mùi hương này thì có thể không mấy ấn tượng nó cho lắm. Bởi vì đây là một cái chai nước hoa được ra mắt từ năm 1985 rồi. Cái mùi hương nó sẽ mang cái phong cách hơi hướng của những chai nước hoa của thế kỷ 20. Nếu các bạn nào mà tò mò muốn tìm hiểu những cái phong cách mùi hương của những thập niên cũ trước đây thì có thể thử trải nghiệm qua cái mùi hương nước hoa này. Và đó là chai thứ hai, Green Arrow Street. Chai nước hoa thứ ba đó chính là chai Virgin Island Water.
Đây là chai nước hoa mà mình cũng đã từng nhắc đến ở trong cái video mà những chai nước hoa đi du lịch biển của mình á. Và đúng là cái mùi hương này nó được làm ra dùng để đi biển. Thật sự mình nghĩ là đi biển nó sẽ là phù hợp nhất. Cái tên của chai nước hoa này nó cũng được dựa trên một cái tên của một hòn đảo nhiệt đới có thật ở phần phía nam của nước Mỹ, đó là hòn đảo Virgin Island. Và nhắc tới nhiệt đới thì dừa có thể nói là một loại trái mà khá là phổ biến ở những cái vùng nhiệt đới. Và đúng là trong cái chai Virgin Island Water này thì cái nốt hương dừa là cái nốt hương chủ đạo. Ở mùi hương chai nước hoa này thì mình thấy có một điểm khá là thú vị. Bởi vì mình được trải nghiệm cái mùi hương nước hoa này ở cái nền nhiệt độ nóng tận 35 độ cũng như là nền nhiệt độ lạnh từ khoảng 10 đến 15 độ. Ở trong cái video mà mình đi du lịch tới một cái tiểu bang phía nam của nước Úc á, thì mình cũng có mang cái chai nước hoa này theo. Ở thời điểm đó thì cái nhiệt độ ở cái vùng đó khoảng từ 10 tới 15 độ thôi, nó cũng khá là lạnh. Và khi ở những cái nền nhiệt nóng á, thì mình ngửi được rất là rõ cái mùi hương nước dừa, cái mùi hương nó ngọt ngọt và béo béo. Còn ở những nền nhiệt lạnh á, thì mình lại cảm giác được cái cảm giác xanh và mát từ hương chăm chanh của cái chai nước hoa này. Cho nên quy cho cùng á, thì đối với mình cái trải nghiệm của chai nước hoa này nó mang lại cho mình những cái cảm giác khá là thú vị. Và cái chai nước hoa này á, thì mình sở hữu cách đây khoảng hơn một năm trở lại đây thôi. Lúc mình biết về cái chai Silver Mountain Water thì mình đã biết cái chai Virgin Island Water này rồi. Nhưng mà mình nghĩ nhu cầu của mình ở thời điểm đó thì mình chưa thật sự cần cái chai nước hoa này. Lúc thời điểm đó thì mình đang ở Việt Nam và mình nghĩ cái chai Silver Mountain Water nó sẽ phù hợp và đa dụng hơn khi mà mình sử dụng ở thời tiết ở Việt Nam. Cho đến khi mà mình sở hữu cái chai nước hoa này thì mình thấy nó khá là xứng đáng và nó cũng đúng thời điểm nữa. Bởi vì mình đúng là mình cần những cái chai như là Silver Mountain Water hay là chai Green Irish Sweet đầu tiên. Bởi cái cảm giác xanh và mát của hai chai nước hoa đó mang lại cho mình. Rồi sau đó thì nhu cầu của mình mới được đa dạng hơn, mình mới cần tới cái mùi hương nước hoa này. Thật sự ở chai nước hoa này thì mình dùng phần lớn là đi du lịch. Bởi vì ở những ngày bình thường á, những ngày nóng á, thì mình đã có Silver Mountain Water rồi. Còn những ngày mưa như thế này á, thì mình đã có Green Irish Sweet rồi. Tất nhiên đây cũng là chia sẻ dựa trên trải nghiệm cá nhân của mình thôi. Thông thường á, thì mình chia sẻ với các bạn, mình muốn các bạn nhìn vào nhu cầu của các bạn, xem cái mục đích sử dụng, cái thời tiết thích hợp để sử dụng cũng như là giá tiền nữa, xem cái nào nó thật sự phù hợp với bạn trước khi mà bạn sở hữu một chai nước hoa nào đó. Và đó là chai thứ 3, Virgin Island Water. Chai nước hoa thứ tư thì chắc chắn các bạn không xa lạ nữa đâu, đó chính là Creed Aventus. Chai nước hoa này đúng là chai nước hoa gần như là phổ biến nhất của nhà Creed rồi. Và tất nhiên là mình có thích nó cho nên nó mới nằm trong cái list ngày hôm nay. Cái phiên bản mình đang sở hữu là phiên bản của Batch 18G02. Ở cái phiên bản này thì mình cũng đã từng chia sẻ ở một cái video mình so sánh cái Batch Code của phiên bản này với là những cái Batch Code mà mình sở hữu trước đó. Đối với mình thì mùi hương này đúng là nó mang lại cho mình cái sự nam tính, sang trọng và quý phái thật sự. Thật sự ở cái mùi hương này nó chỉ tồn tại một vấn đề rất là lớn, đó chính là vấn đề về Batch Code. Đó cũng chính là lý do mà từ lúc đầu mình không có sở hữu Aventus đầu tiên. Mãi cho đến về sau thì mình mới sở hữu Aventus. Thật sự ở trên nước hoa này thì mình có khá là nhiều cảm xúc khác nhau. Đôi khi mình cũng thích, nhưng đôi khi mình cũng không thích nó. Nó sẽ khác với là những chai nước hoa mà mình vừa mới chia sẻ. Bởi vì những cái Batch Code mà mình sở hữu trước đây thì thật sự là mình chưa thật sự hài lòng với nó lắm. Cho tới khi mà mình sở hữu cái Batch Code 18G02 này. Thật sự lúc trước đôi khi mình nghĩ là mình muốn quyết tâm mình tìm được những cái Batch Code cũ. Nhưng tới một thời điểm thì mình nghĩ là thôi mình không muốn tìm nữa tại vì mệt quá rồi, khó tìm quá. Cho nên quy cho cùng thì cái mùi hương nước hoa này mình vừa thích nhưng mà mình lại vừa không thích nó. Nếu mà xét riêng về mùi hương thì mình thật sự mình thấy cái mùi hương nó gây nghiện thật. Nếu các bạn nào mà đã từng ngửi qua Aventus rồi thì sẽ biết không phải tự nhiên mà nước mệnh danh là ông hoàng nước hoa đâu. Nhưng cũng sẽ có những cái vấn đề tồn tại xung quanh cái mùi hương nước hoa này. Và ở thời điểm hiện tại thì mình không bị ảnh hưởng bởi những cái vấn đề đó. Mình muốn tập trung vào tìm hiểu những cái mùi hương mới và nó thú vị hơn. Vậy còn các bạn có quan điểm như thế nào về cái chai Creed Aventus này? Hãy thể cho mình biết cái quan điểm của bạn nữa nhé. Và đó là chai thứ tư, Creed Aventus. Chai nước hoa thứ 5 đó chính là chai Jordan de Murphy. Chai nước hoa này thì mình cũng đã từng có một cái video nói riêng về cái mùi hương nước hoa này rồi. Nhắc tới những cái chai nước hoa khác của nhà Creed thì có thể các bạn sẽ biết nhiều hơn ở cái chai Jordan de Murphy này. Bởi vì nó nằm trong một cái bộ collection cao cấp hơn, bộ Royal Exclusive của nhà Creed. Bản thân mình thì rất thích cái mùi hương cam chanh cho nên mình rất thích tìm hiểu những cái mùi hương cam chanh mà nó có cảm giác mới lạ và độc đáo. Và đúng là cái mùi hương cam chanh trong chai Jordan de Murphy này nó tạo cho mình cái cảm giác mới lạ thật. Mình chỉ được ngửi ở chai Jordan de Murphy này thôi. Nói là cam chanh nhưng mà thật sự mình thấy nó giống mùi wood hơn là mùi cam chanh. Bên cạnh cái sự mát mẻ và sảng khoái của cái mùi hương này nó mang đến thì nó còn tạo cái sự sang trọng cho cái người sử dụng nữa, phải nói là nó rất là sang. Bản thân mình nghĩ là do cái giá của chai nước hoa này nó quá cao cho nên là không có nhiều người biết tới hoặc là nhắc tới nó. Nhưng thật sự đây đúng là mùi hương mà ngửi một lần là mê luôn á. Từ khi mà mình có cơ hội
của một người bạn cho mình ngửi cái mùi hương này thì đúng là mình mê nó ngay từ lần đầu luôn. Và cho nên từ đó mình rất muốn sở hữu được chai nước hoa này, maybe là do cái mùi hương này nó mê hoặc mình. Và mình nghĩ cái mùi hương này nó cực kỳ phù hợp cho các bạn sử dụng vào những cái buổi tiệc ở ngoài trời vào ban ngày á, thì mình nói là nó cực kỳ là xuất sắc luôn. 10/10 không bàn cãi. Và đó là chai thứ 5, Chris Jordan Murphy. Thật sự trong chút quá trình mà mình tìm hiểu và sở hữu những chai nước hoa Creed này thì nó cũng đều thăng trầm cả. Mình cũng muốn chia sẻ với các bạn là các bạn có thể nhìn vào cái nhu cầu của các bạn, nhìn từ những cái nhu cầu cơ bản rồi dần dần đa dạng hóa nó. Mình nghĩ như vậy thì các bạn sẽ dễ đưa ra quyết định hơn, cũng như là sẽ hài lòng ở cái quyết định mà bạn đã đưa ra. Good luck các bạn và chúc các bạn tìm được cái chai nước hoa mà thực sự phù hợp với là chính bạn. Và vừa sau mình vừa chia sẻ các bạn 5 chai nước hoa Creed mà mình yêu thích nhất. Các bạn có thích chai nước hoa nào trong 5 chai nước hoa này hay không, hay là không thích chai nước hoa nào trong 5 chai nước hoa này, thì hãy cho mình biết cái quan điểm của bạn nữa nhé. Và nếu như các bạn xem cái video này thấy hay thì hãy để lại cho mình một like cũng là một subscribe, tiếp theo nhiều động lực cho mình nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và đón xem những video mình sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới.